Đầu tiên, cố định bánh vào hai phần chân rời của giường. Phân loại các phần ốc vít, long đen, xoắn ra làm các phần đủ cho các vị trí, tránh nhầm lẫn. Gắn hai phần chân rời vào phần thanh đòn chịu lực của giường, cụ thể là ở đây. Dùng vít cố định chắc chắn. Tiếp tục lắp hai bánh xe cố định. Lưu ý nên bắt vít từ ngoài vào trong để thẩm mỹ hơn. Dùng cờ lê giữ và tô vít xoáy để giữ chặt bánh xe. Để siết chặt. Siết chặt bánh xe cả hai bên thế nhá. Điểm khác biệt là ở con giường mới này sẽ có lò xo trợ lực này. Khi mà mọi người thả tay xuống thì nó sẽ không bị đập như cái con giường cũ mà đỡ phải đỡ tay ở dưới. Cố định phần lưng ghế vào hai phần tay cầm, bắt vít từ ngoài vào trong. Cho lưng giường cố định vào hai bên tay cầm. Cực kỳ lưu ý ở phần này và làm theo các bước sau. Sẽ có một con ốc ở trong thì mọi người nhớ lắp cái con ốc này trước để cố định cái phần thanh trước. Ok. Xong rồi đến lắp phần nào? Chỉ đi. Lắp đây, phần nào? Xong đẩy xuống. Xong rồi. Ok. Đẩy xuống. Ok, thì sẽ có một con ốc ở phía bên trong nữa. Mọi người cố định vào trong. Mọi người vẫn phải nhớ là cái chiều lắp của ốc vít là từ ngoài vào trong.